Quang Đậu xin chào các bạn. Sáng hôm nay là mình bức xúc, mình có ra con đường Đặng Văn Ngữ để xem cái tình hình coi như là hiện nay là công trình nhà nước đang làm như thế nào, mà thấy coi như là bỏ giải. Hàng tháng nay là từ cái thời kỳ mà thời chỉ thị thứ 16 của thành phố Phan Thiết tới bây giờ, làm hai bên lề đường để bỏ cống để cho thoát nước. Đó là một cái điều coi như là cần để giải quyết cho cái khu phố này và những con đường ở trong là khu phố, khu nhà nghỉ, khu dân cư 19 tháng 4. Đó. Thì như các bạn đã thấy ở trên hai bên lòng lề đường, đó. Hai bên lòng lề đường thì đã làm, thì tôi thấy là coi như là rất bức xúc, là làm là bỏ giải đó. Hàng mấy tháng nay, thay vì người ta làm là coi như là làm tới đâu là người ta giải quyết tới đó, không có làm hết cái đoạn đường này rồi xong qua đoạn đường khác, rồi qua cái thời kỳ mưa là coi như là người ta đã khắc phục, người dân đã khắc phục rồi, rồi bây giờ là bỏ giải như thế này là coi như cái đường mà lên xuống của nhà dân là rất khó khăn. Đó, xin báo cáo với các anh chị em mình gần xa là thấy cái tình hình là như vậy. Rồi mình sẽ ghi lại những hình ảnh này để cho bà con anh em mình thấy. Rồi nhà nước làm lâu quá. Rồi đây là chủ nhà nghỉ của Hoa Thi. Chủ nhà nghỉ Hoa Thi đây nè. Bức xúc là coi như là cũng phải mời họ đến làm. Mà xin giới thiệu đây là anh nhà Mỹ, Mỹ Trâm hồi trước là coi như là cũng là có cái nghề tay trái, làm nhà nghỉ, nhưng mà chính của anh là nghề thầu. Hôm nay là ảnh là đến giúp cho nhà nghỉ Hoa Thi là làm cái con đường cái trước hành lang để đi vô. Vì đây là sinh hoạt đầu thường của gia đình, mà cái công trình của nhà nước đầu tư coi như là hàng tỷ mà bỏ giải đây đây. Tôi sẽ ghi lại hình ảnh đó, các quý vị thấy không? Bỏ giải này mấy tháng nay rồi. Đấy. Đây. Nó có sách, nó có chứng nha các bạn. Mà từ khi chỉ thị 16 đến bây giờ mà chưa xong. Bây giờ là không biết cái đội ngũ này là đi làm ở đâu, ngủ quên ở đâu rồi, mình không biết nữa. Đó, bây giờ là gần Tết nhất rồi, bây giờ bữa nay là 29 tây rồi, chuẩn bị là Tết Tết tây rồi. Qua cái tháng mới của năm mới. Và hôm nay tôi sẽ ghi lại hình ảnh này để báo cáo về cho các anh lớn nhỏ ở trong tỉnh là thấy cái việc này làm coi đúng hay sai. Làm mà coi như là bây giờ để người dân coi như là phải ra tay thế này. Cái công trình nghiệm thu như thế nào tôi không biết, nhưng mà trước mắt là người ta phải làm như thế này. Chứ bây giờ bỏ giải, bây giờ cái điều kiện sinh hoạt gia đình đi vô nhà không có đường đi lên. Không có đường đi lên. Quay tới khúc kia. Ngay cả nhà tôi cũng vậy thôi. Đó. Rất là gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mặc dù là cái lề đường là lề đường của nhà nước, nhưng mà khi làm như vậy coi như là không có làm đồng bộ. Làm hôm nay là bỏ rồi đi làm chỗ khác, như vậy đó. Thì chỉ thị 16 tới giờ mà chưa xong. 5-6 tháng nay rồi. Thôi báo cáo tình hình như vậy là coi như là ông lớn ông nhỏ ở trong tỉnh này là phải thấy. Anh em ở đây là coi như là toàn là nhà nghỉ không à. Nếu như mà để chờ các anh làm, anh coi như là làm từ A đến Z mà coi như hàng trăm mét vậy, bây giờ cái đường mà để vô nhà người ta thì vô như thế nào là không hiểu nổi. Cái cách làm của các anh công trình này là không hiểu nổi. Làm mà bỏ giải như thế này thôi chứ làm sao mà được. Thôi tình hình của địa phương đường Đặng Văn Ngữ là như thế, mà nhưng mà những con đường khác cũng thế thôi. Đó, người ta tự động người ta làm hết. Đường đạo với anh làm hết. Làm đường cố mà. Đường dân người ta tự bỏ kia lên. Một cái công trình nhà nước mà làm coi như là bỏ giải như thế này đó, đó các quý vị xem thử coi có được không. Hàng tháng nay rồi. Và xin chào các anh em bạn bè gần xa để biết cái tình hình của cái công trình
của nhà nước là làm như thế này.